Chào mừng các bạn đến với bộ truyện Vạn Cổ Chí Tôn. Mình sẽ bắt đầu làm đề demo từ tập 281 đến tập 284, đầu tuần sau mình sẽ lên một video 6 tập từ tập 285 đến tập 290 và sau đó sẽ lên đều một ngày 6 tập Vạn Cổ Chí Tôn ạ. À. Chúc anh em xem video vui vẻ, nếu thấy hay hãy like và đăng ký để theo dõi những tập mới sớm nhất nhé. Dưới sự thương lượng của mấy vị trưởng lão, cả hỏa ngư tộc bắt đầu di cư thiên vũ giới vốn dục dịch manh động vào lúc tinh tú lão quái định vượt ngục mà tới trong chốc lát lại yên tĩnh lại dường như đang yên lặng xem kỳ biến lý vân tiêu tại giới thần bi tĩnh tâm luyện hóa vài món cửu giai huyền khí hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài trong phương thốn sơn lý vân tiêu đánh mấy pháp quyết vào cái chuông trong cái chuông có mấy chữ to hoàng triều Chung, cuối cùng chợt lóe lên rồi biến mất vào mi tâm của hắn hắn mở hai mắt ra hai đạo kim quang bắn ra khỏi mắt thân ảnh lóe lên rồi biến mất không thấy sau một khắc thân ảnh của hắn trực tiếp đứng trên đỉnh giới thần bi đưa mắt nhìn qua đám mây cao giọng nói đã đến thì xuất hiện đi trên bầu trời nắng giáo sáng sủa chỉ có chín đạo linh khí như nước đổ xuống nơi này rất tường hòa một nam tử trung niên chẳng biết lúc nào cứ như vậy xuất hiện trên bầu trời từng bước một hướng xuống dưới lý vân tiêu thấy rõ gương mặt người này nao nao kinh ngạc nói tụ thiên tông tông chủ tề phong tề phong cảm thấy giật mình ngạc nhiên nói ngươi nhận ra ta lý vân tiêu cười nhạt một tiếng nói Tề Tông chủ danh chấn Nam vực, ai không biết. Bộ dáng Tề Phong vẫn còn có chút ấn tượng, đây chính là tiểu hài tử không hiểu thế sự năm đó, hiện tại đã là bá chủ một phương. Tề Phong hồ nghi nói, người biết tên ta không ít, nhưng mà người gặp qua chân dung của ta thì không có Vân Tiêu thành chủ trong đó. Lý Vân Tiêu cười nói, ta nghe người ta miêu tả qua, cho nên vừa thấy đã biết là người. Tuy Tề Phong vẫn cảm thấy không đúng, nhưng cũng không muốn xoắn suýt vấn đề này, mà là nói ra, ngươi dẫm lên huyền khí có phải là tấm bia đá chôn vùi bảy vũ hoàng của chiến lang thần miếu hay không lý vân tiêu lạnh nhạt cười nói hoàn toàn là vận khí tề phong từ chối cho ý kiến nói dựa vào vận khí có thể chấn áp bảy vũ hoàng quả nhiên là nghịch thiên tấm bia đá này cho ta cảm giác kỳ dị ta không nhìn ra cấp bậc nhưng ta dám khẳng định ít nhất là bát phẩm huyền khí tồn tại ngươi trực tiếp bày nó ở đây sẽ không sợ có người nhòm ngó nhớ thương lý vân tiêu thở ra một ngụm chọc khí nói tấm bia đá này chấn áp tại đây chính là vì chấn nhiếp bọn đạo trích làm cho người ta không dám phạm nhưng dường như cũng không có tác dụng gì tề tông chủ vẫn tới tề phong ngửa mặt lên trời cười cười ha ha vân tiêu thành chủ quả nhiên giống như nghe đồn cuồng vọng không có giới hạn ánh mắt của hắn lăng lệ quát tề mũ trong mắt của ngươi hẳn chính là bọn đạo trích sao khi thế vũ tôn và ánh mắt lăng lệ nhìn qua cả thiên địa biến sắc mây đen bắt đầu rậm rạp chằng chịt tụ tập lại biến nơi này thành âm u Lý Vân Tiêu không sợ chút nào, ngóc đầu lên cười nói, nếu như đánh chủ ý lên thành viêm vũ của ta, đó là bọn đạo trích. Không biết tề tông chủ hôm nay tới đây là làm bọn đạo trích hay là khách quý. Tề Phong nhìn hắn một hồi, trong lòng khiếp sợ liên tục, cuối cùng thở dài, nói, ta hôm nay không phải là khách quý, cũng không phải bọn đạo trích. Thành viêm vũ đúng thời cơ mà sinh, hứng lấy linh khí Tu Di Sơn, đã không phải là linh sơn bảo địa bình thường, mặc dù là bảy siêu cấp thế lực dân thiên vũ giới cũng không hơn nơi đây nhiều. Cho dù Tề Phong ta cố tình nghĩ cách cũng không có thực lực đó, sau khi hắn nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm vào lý vân tiêu dường như ngụ ý rõ ràng lý vân tiêu cười nói chú ý của tề tông chủ ta hiểu là nhường lại thành viêm vũ sao tề phong sắc mặt lạnh lùng đây chỉ là thứ nhất vân tiêu thành chủ là người thông minh mấu chốt trong đó ta không cần nói rõ thứ hai là chuyện tinh túc lão nhân vượt vực mà tới ta lại hỏi ngươi phân bộ trấn thanh hải là ngươi diệt lý vân tiêu nói chưa nói tới ta chỉ cướp thanh loan chiến xa mà thôi chẳng lẽ tề tông chủ muốn ra tay thay tinh túc lão quái đồng tử tề phong hơi co lại thở dài nói vốn ta còn không tin tưởng lắm không thể ngờ là thật mặc dù ngươi không có diệt phân bộ tinh túc tông hiện tại cũng nói không rõ ràng ta hy vọng vân tiêu thành chủ nên đi với ta một chuyến lý vân tiêu cau mày nói đi đâu tề phong nhìn qua hắn nói từng chữ thánh vực lý vân tiêu xùy cười nói ngươi muốn mang ta đi thánh vực giải thích rõ ràng sau đó dựa vào lực lượng thánh vực ngăn cản tinh túc lão quái vượt vực, vực mà tới không can thiệp vào chuyện nam vực tề phong thở dài Vân Tiêu thành chủ quả nhiên thông minh, nhưng mà làm việc quá mức hung hăng càn quấy. Hiện tại bị buộc đưa lên đầu sóng ngọn gió, rất nhiều chuyện mặc dù là ta, cũng thân bất do kỷ. Tinh quang trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động, cười nói, tề tông chủ nghĩ đơn giản. Tinh túc lão quái có ý gì ai cũng nhìn rõ ràng. Mặc dù ta và ngươi đi thánh vực, nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng chuyện này. Lão quái chỉ cần phái đệ tử quần nhau với ta và ngươi ở thánh vực, bản thân của hắn trực tiếp vượt qua vực mà đến, rất nhanh có thể nắm giữ thành viêm vũ trong tay, đến lúc đó nói cái gì cũng vô dụng. Tề Phong cho mày, ngươi nói ta cũng cân nhắc qua, nhưng thành Viêm Vũ chính ở Nam vực, cho dù tinh túc lão quái cũng tốt, những người khác lấy được cũng được, chung quy là như nhau. Ta chỉ sợ tinh túc lão quái mượn việc này làm văn, nhúng tay chuyện Thiên Hương Đế quốc cùng Hỏa Ô Đế quốc. Thần sắc Lý Vân Tiêu trên mặt dần dần lạnh xuống, lạnh giọng nói, vì bảo đảm hai quốc gia các ngươi bình an vô sự, cho nên bất kể như thế nào, phải hy sinh bản thiếu gia. Sắc mặt Tề Phong bất đắc dĩ, nói cường giả vi tôn cho dù là ta hay là ngươi đều thân bất do kỳ lý vân tiêu cười rộ lên ha ha thân bất do kỷ. tề tông chủ như thế nào thì ta không rõ ràng nhưng mà mạng của bổn thiếu gia cho tới bây giờ vẫn nắm trong tay của mình nếu ngươi hôm nay tới bắt ta như vậy không cần nhiều lời trực tiếp chiến là được hắn nói ra chữ chiến thì kim quang xuất hiện đầy trời trong linh khí lập loài đầy trời giống như biển cả màu vàng vô tận sóng biển cuồn cuộn mênh mông tề phong cao mày nói Vân Tiêu thành chủ chính là người thông minh, làm gì phải tiến hành chuyện nhàn chán như thế. Trong mắt hắn xem ra, Lý Vân Tiêu hoàn toàn là chống cự vô vị. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ châm chọc, âm thanh lạnh lùng nói, một, mạng của chính mình vĩnh viễn nằm trong tay của mình. Hai, không muốn nên coi thường bất cứ đối thủ này. Hai điểm này, Hoa Thiên Thụ không có dạy cho ngươi sao? Tề Phong biến sắc, giận tím mặt nói, muốn chết. Tên húy của tôn sư sao có thể do ngươi gọi thẳng? Vốn còn yêu quý ngươi là nhân tài, đã không phân tốt xấu, cũng đừng trách ta không khách khí." Hắn vung tay lên, lập tức mây đen đầy trời áp xuống, hoàn toàn đối mặt với kim quang, hai chủng màu sắc phân biệt rõ ràng trên bầu trời. "Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, cùng ta rời đi, không nên làm chống cự vô vị." Tề Phong hảo tâm khuyên nhủ. Lý Vân Tiêu ngạo nghễ nói, "Tề Phong, tuy ngươi là Vũ Tôn, nhưng thiếu khuyết tâm cường giả. Thứ mà Hoa Thiên Thụ không có dạy ngươi thì ta sẽ dạy cho ngươi." "Làm càn?" rốt cuộc tề phong đã giận thật sự rồi quát to lại ra mấy lần không hề kính ý gọi thẳng tục danh tôn sư hôm nay không cho phép ngươi hung hăng cản quấy hắn vung tay lên mây đen trên trời ngưng tụ nhanh chóng hóa thành một đại thủ ấn che trời áp xuống kim quang cả thành viêm vũ lập tức bao phủ trong bóng tối lý vân tiêu lâm phong mà đứng hoàn toàn không sợ hãi chút nào hắn nhanh chóng bắt quyết kim quang nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm che trời hoàn toàn tách ra dưới thủ ấn chậm rãi chấn động lao tới hai chủng lực lượng bất phân thắng bại trên cao sắc mặt tề phong biến hóa hiện ra vẻ lạnh lùng hai tay kết xuất một ấn quyết mây đen nhanh chóng áp xúc lại hình thể không ngừng nhỏ lại dường như hấp thu toàn bộ mây đen bắt đầu chuyển thành màu đen kịt lý vân tiêu vẫn vẻ mặt phong khinh vân đạm giống như hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn pháp quyết không ngừng biến đổi trong thành viêm vũ một đạo phòng ngự phạm vi lớn bắn ra bảy màu sắc không ngừng điệp ra tầng tầng khuếch ếch tán ra chung quanh hào quang bảy màu nhanh chóng ngăn cản đại thủ ấn từng đạo hào quang phóng ra ngoài dần dần hòa tan màu sắc của đại thủ ấn Lý Vân Tiêu điểm ra một cái, đại kiếm của hắn nhanh chóng hấp thu kim quang bốn phía, biến thành sáng ngời, phát ra từng âm thanh kiếm minh, bắt đầu trấn áp đai thủ ấn trên bầu trời, dường như đang xung kích chỗ yếu. Thanh Liên kiếm ca, tán. Lý Vân Tiêu quát nhẹ, hai tay kết thủ thế cổ quái. Đại kiếm màu vàng trở nên trắng bệch, dần dần chém ra kiếm quang hình liên hoa, nhiều đóa hoa nở rộ trên không trung, giống như đang dùng lực lượng cuối cùng xua đuổi tất cả hắc ám. Ầm ầm, kiếm quang nổ bung giống như một đóa hoa sen lập tức biến thành một đóa hoa rực rỡ sặc sỡ lóa mắt đâm vào nhãn cầu của người ta cả bầu trời biến thành biển cả màu vàng lập tức huy ếch tán ra cả thành viêm vũ được chiếu rọi sáng ngời thân ảnh tề phong chớp động trong kim quang trong đôi mắt bắn ra tinh quang sáng ngời khiếp sợ không thôi tiếng lòng cũng xúc động ngươi rất mạnh ở tuổi này mà nói ngươi làm được thế này chính là thiên tài vạn năm có một hôm nay ngươi theo ta đi ta sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi không có việc gì qua mấy chục năm sau với thiên phú của ngươi hoàn toàn có thể trùng kích cửu thiên vũ đế đến lúc đó lại quay về cũng không muộn tề phong lại nổi lòng yêu tài không ngừng khuyên bảo lý vân tiêu cười ngạo nghễ lạnh lùng nói nếu là hôm nay ta đi với ngươi võ ý bất khuất của ta ở đâu không có tâm của cường giả ta làm sao trùng kích cửu thiên chi cảnh tề phong nhiều lời vô ích sắc mặt tề phong dần dần nghiêm nghị nghiêm túc nói tốt ngươi đáng giá là đối thủ được tôn trọng ta hôm nay sẽ đánh tan võ ý bất khuất của ngươi đánh ngươi trọng thương rồi bắt về Hai tay của hắn hợp lại, dần dần tách ra, một đạo hào quang bắn thẳng ra ngoài, dần dần hóa thành mũi tên màu bạc bắn thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Mũi tên chẳng khác gì sao băng xẹt qua bầu trời, chiếu sáng bốn phía, mắt thường không thể thấy. Lý Vân Tiêu thở sâu, cuộc chiến hôm nay mặc dù có đại nhật kim quang kiếm trận cùng Thái Hư Thiên Đô bảo trận làm hậu thuẫn, cũng không có khả năng thắng được. Nhưng bởi vì như thế chiến ý của hắn dâng trào, cuộc chiến ngày hôm nay hắn không được phép thua. Kiếm quyết, tinh diệt từ ảnh thanh tác kiếm hiển hiện trong lòng bàn tay kiếm quang sáng ngời trong đó xuất hiện ánh sao đầy trời không ngừng thoáng hiện tiêu tan ngàn vạn tinh mang hội tụ thành một đạo kiếm khí ngang trời chém ra muốn chém cả thế giới oanh hai lực lượng nổ ra kiếm khí tinh diệt của lý vân tiêu bị đánh tan toàn bộ mũi tên màu bạc lăng không bay tới muốn bắn thủng thân thể lý vân tiêu đồng tử tề phong bỗng nhiên co rút lại cả kinh nói nghe nói ngươi mang ba đại kiếm quyết của cổ phi dương đại nhân không thể ngờ là sự thật hai mắt của hắn đầy khát vọng nói Ta nguyện dùng trọng bảo đổi lấy ba chiêu kiếm quyết này, cam đoan ngươi được ích lợi vô cùng." Lý Vân Tiêu lùi lại vài bước trên giới thần bi, tay bắt quyết liên tục, Thái Hư Thiên Đô bảo trận tỏa ra hào quang sáng ngời hóa giải mũi tên màu bạc kia. "A, à, ba chiêu này kiếm quyết đại biểu chính là ba chiêu kiếm ý, chảm yêu, Tinh diệt, Thần quang. Mặc dù truyền cho ngươi thì chỉ có hình mà không có ý, nếu ngày nào đó ngươi lĩnh ngộ võ ý có thể đạt tới cảnh giới này, tự nhiên không sao cả." Lý Vân Tiêu ôm kiếm mà đứng, nhàn nhạt, nhạt, nói ra, loại chiêu thức làm nóng cơ thể này không nên dùng lại, ta không muốn chơi đùa với ngươi nữa. Ầm ầm, cương phong cuồn cuồn thổi qua, hai nam nhân khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào đối phương. Trong nội tâm Tề Phong vô cùng khiếp sợ, mặc dù đối phương dựa vào uy thế đại trận hóa giải mũi tên của mình, nhưng Lý Vân Tiêu chỉ có thực lực Vũ Vương, vì sao nghịch thiên như thế, có khả năng vượt qua ba đại cảnh giới chiến đấu với mình? Tuyệt không khả năng, nếu ngươi đã có giác ngộ này, vậy như nguyện của ngươi, ban thưởng cho ngươi một trận chiến, thân ảnh tề phong chậm rãi bay lên không trung khí thế của hắn không ngừng tăng lên một loại cảm giác khó nói nên lời tỏa ra trên người hắn chấn nhiếp nhân tâm hai tay của hắn không ngừng bắt quyết từng đạo kim quang bắn ra bốn phía hắn ngạo nghễ nói ta không biết ngươi học được võ kỹ từ đâu nhưng sư tôn của ta là thủ tịch đại đệ tử của cổ phi dương đại nhân hôm nay ta lợi dụng tuyệt kỹ của cổ phi dương đại nhân chiến với ngươi một trận phù sinh hồng nhạn hữu ấn quanh thân Tề Phong bắn ra từng đạo kim quang sáng ngời, như có thiên thần hàng lâm, hai tay đánh ra ấn quyết cổ xưa, một chiêu ấn quyết này hình thành sau lưng hắn, Uy Lâm thiên hạ. Phù sinh ấn, hắn quát một tiếng, ấn quyết sau lưng khẽ động, trên bầu trời xuất hiện ảo ảnh tầng tầng, cơ hồ muốn đánh sập cả thế giới này. Cả thành Viêm Vũ run rẩy dưới một chiêu này. Đồng tử Lý Vân Tiêu cũng co lại, hắn nhìn chiêu thức mình sáng chế, trong nội tâm không biết có tư vị gì. Kiếm quyết, trảm yêu trong tử ảnh thanh tác kiếm xuất hiện tiếng long ngâm xuyên qua cửu thiên mà tới một đạo long ảnh xuyên qua thiên địa xuất hiện trên trời cao ngay sau đó thân thể của hắn nhảy lên không trung hai tay bắt quyết giới thần bi tỏa ra lưu quang tràn ngập màu sắc một văn tự phong cách cổ xưa hiển hiện ra hỏa chi vực giới xuất hiện khí tức cổ xưa bao phủ trên không thành viêm vũ trực tiếp đánh tới tề phòng oanh kiếm khí chẳng yêu trực tiếp chém qua phù sinh ấn long ảnh bị đánh tán loạn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thực lực hai người tranh lệch quá lớn mặc dù lý vân tiêu đã dùng toàn lực nhưng vẫn vô công ấn quyết cực lớn đánh xuống tiến vào trong vực giới phong cách cổ xưa kim mang lập tức trở nên ảm đạm dường như gặp phải áp lực lớn lao nhưng vẫn sặc sỡ lóa mắt giống như một ấn to lớn bao phủ thiên địa hoàng chiêu trung lý vân tiêu hét lớn một tiếng mi tâm bắn ra hào quang lập lòe keng một tiếng trung vang vọng bầu trời trực thẳng nhân tâm tiếng chuông giống như từ nơi xa truyền tới đã truyền vô cùng lâu một cái chung phong cách cổ xưa xuất hiện trên cao sừng sững ở trên hỏa chi vực giới phù sinh ấn lập tức bị tiếng chuông này làm tán loạn hóa thành chút kim quang tiêu tán giống như sao trời tâm thần tề phong đại chấn tiếng chuông này không chỉ đánh tan phù sinh ấn hơn nữa trực tiếp chấn nhập linh hồn không ngừng quanh quẩn trong đầu của hắn đây là huyền khí gì đồng tử tề phong bỗng nhiên co rút lại hoảng sợ thất thanh nói nghe đồn ngươi tại tu di sơn đạt được cửu giai huyền khí hẳn chính là cổ chung này đầu ngón tay lý vân tiêu điểm tới hoàng chiêu trung nhanh chóng bay vào tay hắn cổ chung phong cách cổ xưa đầy hàm xúc khí tức bao hàm giạt rào tiếng chuông vang vọng bốn phía một thế một đời đều hóa thành bụi đất sắc mặt tề phong ngưng trọng lên sừng sững trên không trung không nói hắn nhíu mày trầm tư thật lâu hắn mới chậm rãi nói ra mỗi thế một đời đều có nhân vật tuyệt thế xuất hiện ngươi không chỉ có thực lực siêu tuyệt võ ý kinh thiên hơn nữa còn tuân theo đại khí vận mà sinh có lẽ ngươi sẽ trấn áp một đời này thân sắc của hắn khôi phục nghiêm túc thân ảnh dần dần tiêu tán trên không trung chỉ truyền tới giọng nói nhàn nhạt, nhạt, chuyện nơi này ta không hỏi tới nữa chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi lý vân tiêu đứng ở giữa không trung nhìn qua thân ảnh tề phong dần dần tiêu tán nhẹ nhàng cười nói tề phong này cũng là nhân vật nhưng lại thiếu đi khí phách oai hùng tứ phương cũng không biết ngày sau có thể trùng kích cửu thiên tri cảnh hay không hắn nhìn qua thành viêm vũ linh khí bàng bạc bắt đầu trở nên lo lắng thật lâu mới giận dữ nói một vũ tôn ta cũng không phải là đối thủ thành viêm vũ này sợ rằng không giữ được rồi hắn đánh ra hai đạo pháp quyết trực tiếp thu giới thần bi cùng hoàng chiêu trung vào mi tâm lúc này mới đáp xuống đi vào phủ thành chủ thành chủ đại nhân ngô tử chân run rẩy đi tới nói đại nhân vừa rồi lại có địch nhân sao hắn chỉ là người phàm tục chuyện xảy ra gần đây đã sớm vượt qua phạm vi lý giải của hắn ngày bình thường chỉ có thể cố gắng làm tốt chuyện phó thành chủ nên làm tận lực giữ gìn trật tự cùng ổn định hơn nữa chuyện trong nội thành lý vân tiêu chưa bao giờ tới tới hắn đem gần đây ghi một loạt thư tín hồi báo cho thủ đô Tân nguyệt phê chuẩn chỉ có một hàng chữ tất cả lấy ý của võ thành vương định đoạt không được làm trái lý vân tiêu nhẹ gật gật đầu nói ngươi không cần lo lắng cả thành viêm vũ đều nằm trong đại trận của ta võ giả bình thường đánh nhau sẽ không tai họa phàm nhân ngươi cứ làm tốt chức trách của mình là được nhưng mà ngô tử chân run lên nói đại nhân nhưng mà cái gì lý vân tiêu thở dài nhưng mà có lẽ ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này." Trong mắt hắn tinh quang chớp động, nói, "Nhưng ngươi yên tâm, không bao lâu nữa ta sẽ trở về. Ta không ở đây một thời gian, cho dù là ai làm chủ thành Viêm Vũ, chắc hẳn cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần tận lực làm tốt chuyện của mình là được." Ngô Tử Chân nội tâm bất định, gật gật đầu, hắn cũng biết tình huống thành Viêm Vũ hôm nay không phải là chuyện thành trì của quốc gia bình thường, đừng nói hắn là phó thành chủ, cho dù là Vương Thất Thiên Thủy quốc cũng hữu tâm vô lực, căn bản không quản được. Lý Vân Tiêu sau khi bàn giao xong thì tiến hành tiềm tu. Ba ngày sau bắt đầu có nhiều võ giả tiến vào thành viêm vũ, nhưng toàn bộ đều cẩn thận, cho dù có chuyện nghị luận cũng không ai dám nói lớn tiếng. Nghe nói tinh túc lão nhân hai ngày này sẽ vượt qua vực mà đến, tới lúc đó có thể nhìn thấy bộ dáng cửu thiên vũ đế ra tay. Chật chật, ta đời này vẫn chưa từng gặp qua cường giả vũ đế. Cuối cùng có thể được như nguyện rồi. Cái rắm, tinh túc lão nhân tới cũng chỉ có tác dụng uy hiếp, ngươi cảm thấy hắn đường đường vũ đế tôn sư đối phó một thành chủ thành viêm vũ còn phải đích thân động thủ sao nói cũng phải nhưng mà thành chủ thành viêm vũ cũng không phải ăn chay đừng quên chiến lang thần miếu bảy đại vũ hoàng bị trấn áp mà chết đấy hừ cũng chỉ là nghe đồn mà thôi chuyện mơ hồ như thế ngươi cũng tin ta còn nghe nói tinh túc lão nhân sở dĩ tự mình đến đây đó là vì hứa phong tại trấn thanh hải là cơ hữu hắn yêu tha thiết đấy ồ vô cùng có khả năng nhanh nhanh nói cho mọi người biết xảy ra chuyện gì những người này không ngưng hưng phấn nghị luận với nhau, tất cả dựng thẳng tay lên nghe chuyện như thế trong mỗi tấc đất ở thành Viêm Vũ đều diễn ra, tất cả đều kích động không thôi, chờ đợi trò hay trình diễn. Nam vực là nơi yếu nhất trong Tam vực Thiên Vũ giới, đừng nói cường giả Vũ Đế, cho dù là Vũ tôn tồn tại rất nhiều người chưa từng gặp qua, nhưng mà bây giờ nghe nói Vũ Đế vượt qua vực mà đến, cơ hồ ai cũng không nhịn được chạy tới Thành Viêm Vũ xem náo nhiệt. Mặc kệ có thể nhìn thấy bản tôn Vũ Đế hay không, ít nhất đời này có chuyện để khoe khoan rồi. Dưới tâm tính như thế, rất nhiều người chạy tới nơi này, thành viêm vũ sau khi chấm dứt Tu Di Sơn lại chật ních lần nữa. Nhưng mà chứng kiến sự kiện lịch sử này, ánh mắt tất cả thế lực lớn vẫn quan sát nơi này, không ít tông phái đều là tông chủ tự tới để chờ đợi vũ đế xuất hiện. Trong gian phòng xa hoa, hơn 10 tên nhân vật hiển hách của hỏa ô đế quốc đang thảo luận với nhau. Người cầm đầu chính là bản thân Tề Phong, với tư cách đệ nhất nhân của hỏa ô đế quốc, cũng tự mình tới nơi đây. Những người còn lại chỉ cần dậm chân một cái, cả hỏa ô đế quốc sẽ dung chuyển vài lần còn có lãnh tinh ba cùng thiên châu môn môn chủ vương tùng hạc cùng với trưởng lão các phái dùng tân bì cầm đầu các thành viên cung phụng đều ngồi ở phía dưới một trưởng lão tụ thiên tông chậm rãi mở miệng nói lý vân tiêu đúng là được vậy mà không có đào tẩu chúng ta bố trí thiên la địa võng bốn phía thành viêm vũ để phòng hắn bỏ trốn hoàn toàn không có công dụng gì rốt cuộc người này nghĩ cái gì hẳn là muốn đánh một trận với tinh túc lão nhân sao ha ha người trẻ tuổi có chút bổn sự thì không dậy nổi không đặt thiên hạ vào trong mắt một tên trưởng lão khác vuốt vuốt tròm râu cười nói lần này chơi lớn rồi hắn lần này chết chắc tề phong nhướng mày dường như có chút không vui nhàn nhạt, nhạt, nói ra bất kể như thế nào chuyện thành viêm vũ chúng ta không xen vào sau sự kiện lần này cho dù là ai nhập chủ thành viêm vũ đều vượt qua sự tồn tại của hỏa ô đế quốc chư vị mượn chuyện này nên cảm thụ uy áp của cửu thiên vũ đế như vậy sẽ có chỗ tốt trong tu luyện về sau ngón tay vương tùng hạc gõ lên mặt bàn cười nói ta cũng rất chờ mong có thể nhìn thấy vũ đế ra tay nhưng có lẽ không thể như nguyện. Dù sao đối với một thiếu niên mười mấy tuổi mà nói, tinh túc lão nhân còn đích thân ra tay, hắn sao có thể kéo xuống mặt mũi này chứ? Tất cả mọi người nheo nhau gật đầu, hiển nhiên thập phần tán thành lời Vương Tùng Hạc. Một gã trưởng lão mở miệng nói, đoán chừng đến lúc đó tinh túc lão nhân tùy tiện phái một tên vũ tôn ra tay cũng có thể giải quyết toàn bộ. Tề Phong nhàn nhạt, nhạt nói ra, diễn biến chuyện này khó đoán trước, lúc trước ai cũng sẽ không nghĩ tới một thành viêm vũ trong vài tháng ngắn ngủi có thể náo lớn tới như vậy tinh túc lão nhân có xuất thủ hay không ai cũng không nói rõ ràng lãnh tinh ba kinh ngạc nói tề tông chủ dường như nhìn rất tốt lý vân tiêu này tề phong nhìn hắn nhẹ nhàng nói lãnh tông chủ thì sao hình như hắn đoạt ngô câu xương tuyết minh của ngươi tại sao đoạn tình sơn không có động tĩnh hồng Lang sau lưng lãnh tinh ba thân hình hơi chấn động trong mắt bắn ra tức giận lãnh tinh ba khẽ cười nói một kiện huyền binh mà thôi đã mất thì cứ mất đột nhiên vương tùng hạc cười rộ lên nói lãnh tinh ba ngươi lúc nào độ lượng lớn như thế ta nhớ mấy năm trước một môn nhân của ta đoạt đệ tử của ngươi 100 nguyên thạch đều bị ngươi giết đến tận sơn môn đây là một kiện lục giai huyền binh đỉnh phong sẽ không phải là ngươi sợ hả chật chật cũng khó trách nghe nói lý vân tiêu trước đó không lâu còn chấn áp bảy vũ hoàng của chiến lang thần miếu làm cho địa vị chiến lang thần miếu tại thiên hương đế quốc địa vị rớt xuống ngàn trượng tân như ngọc ngồi ở phía dưới mặc cầm y rốt cục thiếu kiên nhẫn mở miệng nói sư phụ chuyện này tính chân thật thế nào còn chờ kiểm chứng bằng lý vân tiêu làm sao có thể chấn áp bảy vũ hoàng đừng nói là vũ hoàng cho dù là ta hắn chưa chắc là đối thủ đâu hắn ngồi ở dưới tuy nhiên tuổi hắn không lớn nhưng hắn thân là đệ tử thân truyền của vương tùng hạc hơn nữa lại là người thừa kế hoàng thất hỏa ô đế quốc cho nên mở miệng nói chuyện cũng không đường đột cũng có không ít trưởng lão nhao nhau gật đầu hiển nhiên rất tán thành lời này tụ thiên tông phương đức nhìn hắn một cái mở miệng nói lý vân tiêu có thể chấn áp bảy tên vũ hoàng hay không ta không biết được nhưng chiến lược chân thật của hắn là trên nhị tinh vũ hoàng tân hoàng tử điện hạ lý vân tiêu thắng ngươi một bậc Tân Như Ngọc biến sắc, căn bản không tin nói ra, nghe đồn luôn có thành phần nói ngoa. Hắn chỉ mới 15 tuổi, hơn nữa chỉ có tu vị Vũ Vương, muốn nói trấn áp Vũ Hoàng, hắc hắc, ai có thể tin tưởng. Phương Đức khẽ chau mày, ngày đó trận chiến trên Quỳnh Hoa đảo rất ít người thấy rõ. Nhưng loại chuyện này nếu không tận mắt nhìn thấy, bằng vào miệng nói ra thì khó mà tin tưởng. Hắn lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Vương Tùng Hạc nói, như Ngọc, thiên hạ này to lớn, thế hệ thiên phú mạnh mẽ không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu tất nhiên là cực kỳ cổ quái, hơn nữa Nhạc Cửu Lâm mất tích cũng có quan hệ với hắn. Làm ta kỳ quái nhất là, tính mạng bài của Nhạc Cửu Lâm vẫn còn, hơn nữa còn tỏa ra sinh cơ bừng bừng, hiển nhiên không có gặp nguy hiểm, ngược lại tu vị tăng nhiều, nhưng mà vì sao đột nhiên mất liên hệ? Tân Như Ngọc nghe xong sắc mặt có chút khó coi, giải thích, có lẽ Nhạc Thúc Thúc trốn ở đâu đó bế quan trùng kích bình cảnh rồi. Vương Tùng Hạc khẽ gật đầu nói, nhìn khí tức trên bài vị biến hóa, xác thực như là đang tu luyện vốn lấy tính cách của nhạc cửu lâm tuyệt đối sẽ không vô thanh vô tức trốn đi ta phỏng đoán hắn nhất định bị lý vân tiêu vây ở một chỗ nào đó vây ở đâu tân như ngọc lắc đầu không tán thành cách nói này nhạc thúc thúc chính là lục tinh vũ hoàng lý vân tiêu sao có thể có năng lực như thế lúc trước nếu không phải có bách lý công cần đại sư nhúng tay ta cùng nhạc thúc thúc đã bắt giữ lý vân tiêu rồi tề phong nhà nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói võ hoàng lục tinh sao nếu như chỉ là trình độ này lý vân tiêu vây khốn hắn là chuyện không thành vấn đề cái gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhao nhao khó có thể tin tưởng. Vốn lấy thân phận của Tề Phong, nói ra thì không thể nói ngoa. Trong đó Tân Như Ngọc càng khó khăn tiếp nhận những lời này, trầm giọng nói, tại sao Tề tông chủ nói lời này? Tề Phong nói, bởi vì ta đã giao thủ với hắn. T, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, hoảng sợ không thôi. Đệ nhất nhân hòa ô đế quốc đã giao thủ với Lý Vân Tiêu. Đột nhiên Hồng Lăng nhịn không được hỏi, kết quả thế nào? Phương Đức nhìn nàng một cái, lơ đến nói, đương nhiên là tông chủ lấn áp lý vân tiêu vậy mà cũng hỏi hồng lăng trên mặt hơi đỏ lên nói tề tông chủ ước định thực lực của hắn thế nào tân như ngọc cũng vãnh tai lên cẩn thận lắng nghe tề phong trầm tư một lát sau nói ta tổng cộng ra ba chiêu đều bị hắn hóa giải cũng không có tiến thêm một bước giao thủ với hắn nhưng hắn cho ta cảm giác thâm bất khả chắc tuy ta cảm thấy ngăn chặn hắn không thành vấn đề nhưng đã có một cảm giác như thế thì dường như không có dễ dàng như vậy ít nhất lục tinh vũ hoàng không phải địch thủ của hắn Á à đù, lần này tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đệ nhất nhân hỏa ô đế quốc thậm chí xuất ba chiêu cũng không thể làm gì hắn. Tân như ngọc Nhị không được hỏi, tề tông chủ, ngươi dùng mấy tầng thực lực. Tề phong trầm ngâm nói, lần thứ nhất ra tay, ta áp chế thực lực còn tam tinh vũ hoàng, sau đó tăng lên ngũ tinh vũ hoàng. Lần thứ hai ra tay chính là cửu tinh vũ hoàng cũng bị hắn hóa giải, về sau ta liền rời đi. T. Tất cả mọi người chấn động, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh thực lực cửu tinh vũ hoàng cũng bị hắn hóa giải như vậy mọi người ở đây trừ ba đại tông chủ gia, có mấy người là đối thủ của lý vân tiêu tân như ngọc sắc mặt tái nhợt chút hiếu thắng trong lòng tan giã mất tề phong nói tuy ta không biết hắn làm sao có thể chấn áp bảy vũ hoàng của chiến lang thần miếu nhưng mà người này thực lực mạnh mẽ dưới vũ tôn khó có thể chấn áp nếu như hắn tránh được kiếp nạn lần này chư vị ngày sau gặp phải người này ngàn vạn phải cẩn thận đối đãi không được trêu chọc hắn vâng tất cả mọi người phụ nói có tề phong cảnh cáo tự nhiên không ai muốn đi tìm chết có thể chống lại cửu tinh vũ hoàng căn bản không phải là người bọn họ có thể chọc lúc này bên ngoài có âm thanh ầm ầm truyền tới giống như bầu trời đang chấn động sắc mặt tề phong dùng mình trong hai mắt bắn ra vẻ khiếp sợ nói đến rồi nội tâm mọi người cả kinh tự nhiên biết rõ hắn nói đến là ý gì nhao nhao đi ra ngoài nam vực bao nhiêu năm qua lần nữa nghênh đón vũ đế hàng lâm lúc này tất cả võ giả vọt ra đường phố thành viêm vũ chấn động hoảng hốt nhìn qua bầu trời một đường vân ô lưỡi màu đỏ hiện ra trên trời thỉnh thoảng có lực lượng khuy ếch tán ra bầu trời nổ vang giống như có cây búa nện vào đây là uy thế của vượt vực truyền tống trận sao tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời cảm thụ được uy thế này thì xin lòng hướng về uy thế này tề phong biến sắc nói tinh túc lão quái quả nhiên có dị tâm sợ là tới còn có quân đội lãnh tinh ba đầy lo lắng nhìn qua phủ thành chủ hắn chỉ cảm nhận được vài khí tức nhưng đều không được mạnh nhất chỉ là đoạn việt cũng chỉ có thực lực thất tinh vũ tông Vân Thiếu, thực không có ý định đi sao? Trong tiểu viện phủ thành chủ, Đinh Linh Nhi lo nghĩ vạn phần, nhìn qua đường Vân truyền tống trận đang tới, trong nội tâm khẩn trương. Bốn phía có Tiêu Khinh Vương, Lạc Vân Thường, Lý Thuần Dương, Lý Trường Phong, Kế Mông, Cổ Vinh đang đứng, còn có một đám hảo hữu, tất cả đều thần sắc lạnh nhạt, dường như không sợ hãi. Lý Thuần Dương càng cười ha hả, ha, nói: "Ha ha, không thể ngờ cháu ta lại đưa tới Cửu Thiên Vũ Đế tự mình thu thập, quả thực là làm ta tự hào không thôi." Hắn vỗ vỗ vai Lý Vân Tiêu nói: "Tiểu tử, như thế nào đây?" có nắm chắc trở mình trong tay vũ đế hay không lý vân tiêu vẻ mặt cười khổ nói lão gia tử tinh túc lão quái chính là vũ đế thành danh lâu năm vũ đế mạnh mẽ không phải người bình thường có thể đo lường được cửu thiên ý cảnh càng là ý cảnh trí cường võ đạo tùy tiện vài thần niệm là có thể diệt sát ta lý thuần dương ngạc nhiên một chút lập tức nhíu mày nói vậy làm sao bây giờ tiểu tử ngươi cho tới bây giờ chưa té ngã lần nào sẽ không phải lần này thật chết đấy chứ lý vân tiêu nói xem tình hình đã, ta không phải bảo Linh Nhi tiểu tỷ tìm viện binh sao, nếu như tới kịp thì có thể cứu được. Nếu không tới kịp thì sao? Lý Thuần Dương cau mày nói. Không tới kịp, hắc hắc, Lý Vân Tiêu cười vài tiếng, cũng không nói nữa. Nếu như lệ hoa chỉ không tới kịp, toàn bộ bọn họ trốn vào trong giới thần bi, cũng đứng ở thế bất bại. Hừ, cũng không phải ta coi thường tinh túc lão quái, muốn phá vỡ giới thần bi, kiếp sau. Hắn nhìn qua Tiêu Khinh Vương nói, Khinh Vương, chuyện ta bảo ngươi nghe ngóng thế nào rồi? Tiêu Khinh Vương nhỏ giọng nói, quả nhiên không ngoài Vân thiếu sở liệu, Mộng Diêm không phải là phụ thân ruột thịt của Mộng Vũ. Tỷ đệ Mộng Vũ chỉ là con nuôi mà thôi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói, quả là thế. Hắn lập tức nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Lạc Vân thường hỏi, Vân thiếu, ngươi thỉnh người nọ rốt cuộc là người phương nào? Thật sự có thể đánh bại Tinh Túc lão nhân sao? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ, cẩn thận lắng nghe. Tinh Túc lão nhân chính là cửu thiên vũ đế thành danh đã lâu, tại Đông vực có uy danh hiển hách bọn họ không nghĩ ra trong nam vực còn có người nào đánh lại tinh túc lão nhân chỉ có đinh linh nhi cùng lạc vân thường nội tâm hơi có ngọn nguồn bằng hữu lý vân tiêu năm đó tự nhiên không phải thế hệ bình thường nhưng cũng có chút bận tâm dù sao nhiều năm qua đi tình cũ năm đó không biết đối phương có nhớ hay không lý vân tiêu cười nói yên tâm đi người nọ cả đời si mê âm luật hơn nữa dùng nhạc nhập đạo không chỉ tu vị thông thiên hơn nữa âm luật chi thuật có thể thông quỷ thần ta lo lắng duy nhất chính là không tìm thấy người này vậy thì phiên toái tất cả mọi người trầm mặc xuống lý thuần dương chửi ầm lên nói ngươi đừng có thừa nước đục thả câu cố lộng huyền hư lừa gạt mọi người nhá nếu như là thế cũng đừng lừa gạt người nhà ngươi còn có thể quen với cao thủ vũ đế hay sao quả thực chính là chuyện phiếm hắn trên miệng nói như vậy nhưng mà trong lòng cơ bản đã tín dù sao lý vân tiêu trong khoảng thời gian này biểu hiện rực rỡ nói sau lưng không có mấy cao thủ chống lưng đánh chết hắn cũng sẽ không tin mời người này tới chắc chắn là cao nhân sau lưng lý vân tiêu Đinh Linh Nhi đang muốn nói cái gì, đột nhiên thần sắc biến hóa, trở tay cầm ngọc bài truyền âm ra, phía trên có hào quang hồng nhuận. Lập tức đại hỉ như điên, vội vàng bóp nát, một đạo tin tức trực tiếp truyền vào đầu của nàng. Tìm thấy rồi, Đinh Linh Nhi kích động toàn thân run rẩy, nói, tin tức mới từ Thiên Hương Đế quốc truyền đến, nói đã đã tìm được người này, hơn nữa đã truyền đạt câu nói của Vân thiếu. Thật sao? Tất cả mọi người lập tức đại hỉ, nhao nhao kích động không thôi. Lạc Vân Thường còn hơi có chút lo lắng nói, người nọ có nói gì thêm không? có đuổi tới đây không? Tươi cười trên mặt Đinh Linh Nhi dần dần thu liễm, nói, tin tức truyền tới, thời điểm tìm được người nọ. Người nọ đang ở trong tiểu viện nhà dân cũ nát đánh đàn, khi nghe câu một khúc thanh âm cười gió đông thì thân thể ngây ngốc. Sau đó nhẹ nhàng khẩy một bản, lúc này mới thu thập đàn ngọc trở về phòng, không nói câu nào. Cái này, tất cả mọi người ngây ngốc, nhao nhao nhìn xem Lý Vân Tiêu. Lý Thuần Dương cũng mắng, chơi cái gì thế, rốt cuộc tới hay không, phải tỏ thái độ chứ. Đinh Linh Nhi cũng lo lắng, nói, Vân Thiếu, người nọ thực sự tới. Hơn nữa ta phái đi người nọ, bản thân ta là cường giả Vũ tông, hắn nói người khẩy đàn ngọc kia căn bản chính là người bình thường, không cảm thụ được khí tức gì. Hơn nữa cầm trong tay cũng không phải huyền khí bảo bối gì đó, là đàn ngọc gỗ đào bình thường, chỉ vài đồng tệ là có thể mua được một cây. Lý Vân Tiêu sờ sờ cái mũi, thập phần thích ý cười nói, đàn ngọc gỗ đào là đúng rồi. Yên tâm đi, tên kia nhất định là đi ngủ. Mỗi lần hắn khẩy hết một khúc giàn thì chuyện thích nhất chính là đi ngủ tất cả mọi người đều cạn con mẹ nó lời luôn. Đinh Linh Nhi ngạc nhiên nói, hiện đang ngủ, vậy làm sao tới kịp. Nàng ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, trận vân càng ngày càng rõ ràng, không ngừng có gợn sóng hình dáng năng lượng từ khâu trung khuy ếch tán ra, dường như tùy thời sẽ có người vượt qua vực. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu cười khổ, nói, không có biện pháp khác, đây là tập quán sinh hoạt của hắn. Đánh đàn phải ngủ, thiên vương lão tử cũng ngăn không được. ầm ầm trên bầu trời đột nhiên rung mạnh, dường như lập tức sụp đổ xuống. Những trận vân hình ô lưới bắn ra hào quang sáng ngời, vô số năng lượng bắn ra ngoài, hình thành cái động tối sầm, xoay tròn kịch liệt. Trong cái động kia có cái gì đó đang chậm rãi xuất hiện. Tối sao? Trong thành viêm vũ, tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua cái động kia, trong tay đầy mồ hôi lạnh, chỉ muốn biết một chút về cửu thiên vũ đế trong truyền thuyết. Qua thời gian uống cạn chén trà, một chiếc hổ vương chiến xa từ trong động bay ra, rậm rạp chẳng chịt che kín cả bầu trời, thậm chí có trên trăm chiếc sau đó tám chiếc thanh loan chiến hạm bay ra xếp đặt thành trận thế khí vận tỏa ra uy thế kinh người lúc này trong động có ba chiếc chiến xa lớn hơn nữa xuất hiện võ giả trong nam vực chưa bao giờ nhìn thấy hai chiếc sau lưng hơi nhỏ toàn thân vàng óng ánh chính là thất giai kim dương chiến xa chiếc lớn nhất bay ở phái trước chẳng khác gì thành lũy di động trên không trung che chắn toàn bộ sự vật che phủ thành viêm vũ trong bóng tối bát giai u minh chiến hạm trận vân trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa khôi phục bình tĩnh nhưng mà trên trời có hơn trăm chiến hạm lớn nhỏ hàng lâm, không người nào có thể bình tĩnh. Lúc này mỗi khung chiến xa ở đằng trước có bóng người đứng ra. Một đám thần thái ngạo nghễ, miệt thị nhìn qua phía dưới giống như nhìn con kiến hồi. Phía trước U Minh chiến hạm có nhiều người đang đứng, còn có từng dãy tuyệt sắc mỹ nữ, chia làm hai bên, tất cả đều là 11-12 tuổi, sắc đẹp có thể ăn được, sở sở động lòng người. Lúc này kim quang trên U Minh chiến hạm sáng lên, chậm rãi lâm không đi theo phía sau có nhiều võ giả tất cả đều là thần sắc lạnh lùng đến cực điểm mang trên mặt cảm giác ưu việt chỉ có nhìn thấy chín dòng nước linh khí trên trời thì trong mắt bắn ra hào quang tham lam trên ghế là một lão già tóc bạc lười biếng dường như đang ngủ say ánh mắt tất cả mọi người trong thành viêm vũ nhìn qua lão già này biểu lộ bình thản không có gì lạ dường như là người già bình thường nhưng mà khi lão già này hít thở cả thiên địa giống như sinh ra tần suất đều đều không có tiếng động nào cả mấy vạn người trên mặt đất và bầu trời vậy mà không người nào dám thốt một tiếng yên tĩnh như quỷ thành hừ lão giả chép miệng một tiếng đưa mắt nhìn qua ánh mắt đục ngầu của hắn tỏa sáng sáng như ánh sao quỷ dị tất cả mọi người lập tức tâm thần chấn động đáy lòng sợ hãi sắc mặt tái nhợt cửu thiên vũ đế chỉ một ánh mắt đã làm mấy vạn người như lâm vào hầm băng toàn thân rét run ngay cả tề phong mấy vị vũ tôn sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm lão già kia rũi người cười ha ha mấy tiếng vẻ mặt cười quỷ dị nhìn qua phía dưới nói các ngươi ai là lý vân tiêu lại dám diệt phân bộ của ta giết môn nhân ta nhanh chóng đi ra tìm cái chết dưới một tiếng của hắn không ai dám nói chuyện tất cả đều khẩn trương nhìn quanh tinh túc lão quái hít mắt bao quát những con sâu cái kiến phía dưới ung dung nói như thế nào không ai dám thừa nhận những con sâu cái kiến nam vực các ngươi không có người nào đi ra gánh trách nhiệm ta không ngại diệt toàn bộ các ngươi đù cái gì những người phía dưới vô cùng giật mình, vậy mà mở miệng muốn tiêu diệt mọi người. Đây cũng quá bá đạo rồi, quá ác độc, thành viêm vũ này có bao nhiêu người vô tội. Sắc mặt đám người tề phong đại biến, tinh túc lão quái càn rỡ như thế, căn bản không có đặt những người bọn họ vào mắt, đây là một chút mặt mũi cũng không cho. Nhưng người ta là cửu tinh vũ đế, không cho người mặt mũi thì ngươi có thể làm gì. Một ít trưởng lão tụ thiên tông nhịn không được nói, Lý Vân Tiêu thật sự là kẻ hèn nhát, đã dám làm, bây giờ lại không dám đứng ra, sẽ không sợ liên lụy mọi người sao đúng vậy tông chủ ta đề nghị nên bắt hắn ra miễn cho tinh túc lão quái giết người lung tung tề phong nhìn qua hai người này trong con người hiện lên một tiên nộ khí lạnh lùng nói lui ra dám làm ta mất mặt lần nữa trực tiếp phế hai người các ngươi hai người kia biến sắc cảm nhận được sắc khí trong mắt tề phong thì hoảng sợ co cổ lại không dám nói nữa lúc này giọng lý vân tiêu vang lên trong phủ thành chủ nói ngươi hung hăng càn quấy cái quần đùi gì chứ lão tử nhìn thấy cái mặt công công già của ngươi là muốn đấm rồi muốn tìm bản thiếu gia chính mình quỳ xuống liếm giày cho ta đi ách người toàn thân hít khí lạnh chỉ cảm thấy toàn thân rét run kể cả người tinh túc tông trên chiến xa cũng hoảng sợ cơ hồ hoài nghi mình nghe sai cả mặt đất và bầu trời im lặng tất cả mọi người cảm thấy rét run tinh túc lão quái ngồi trên ghế lơ lửng triệt để ngây ngốc qua một hồi mới kịp phản ứng cái mặt mo run run rẩy rẩy dần dần trở nên đỏ bừng theo dự tính vốn có của hắn, đối phương hoặc là sợ tới mức quỳ xuống thẻ lưỡi ra liếm dày cầu xin tha thứ, hoặc là cứng rắn quốc khí bị chính mình tra tấn cực kỳ bi thảm lập uy, cuối cùng lại giết chết. Không thể ngờ vừa tới đã liều lĩnh nhục mạ mình. Bao nhiêu năm qua hắn chưa bị người ta mắng qua rồi, hắn đã nhớ không rõ, chỉ cảm thấy máu trong người dâng lên não, cơ hồ muốn nổ tung. Hắn quay sang nói với tiểu mỹ nhân bên cạnh, thằng nhãi con dưới kia nói cái gì thế? Tiểu nữ giòn rén đáp, hắn nói nhìn đầu ngươi như cái đầu khắc, thân hình thì như heo, cái bản mặt thì nhìn thấy ghét. Chết, 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 chết. Tinh túc lão quái hét lớn một tiếng, nắm đấm của hắn có ánh sáng bộc phát, đột nhiên khuy ếch tán trên bầu trời, uy áp phô thiên cái địa áp xuống, chiếu dọi bầu trời như ban ngày. Đây cũng là vũ đế chi uy sao, đây là cửu thiên ý cảnh sao. Tất cả mọi người dưới ánh sáng này dường như cảm nhận được cảnh tượng tận thế, tất cả toàn thân lạnh như băng, thân thể không ngừng run rẩy ầm ầm, cương phong mãnh liệt thổi xuống như muốn đè sập thiên địa. Cực quang bắn ra hào quang chói mắt đánh thẳng vào thành Viêm Vũ vị trí Lý Vân Tiêu, thế không thể ngăn cản. Trong phủ thành chủ, Lý Vân Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, "Tản ra, hắn phóng lên trời, vậy mà đón lấy đạo cực quang kia." Vân thiếu, là Vân Thường quá sợ hãi, hoảng sợ muốn đuổi theo, lại bị Đinh Linh Nhi bắt lấy. Toàn thân Đinh Linh Nhi trắng bệch, cắn môi nói, "Tin tưởng hắn." trong ánh mắt kinh hãi của mọi người chỉ thấy thân ảnh gầy yếu kia lao tới đạo quang mang kia tại dưới ánh sáng chiếu dọi tùy thời sẽ tan thành mây khói để cho ta biết một chút quyền của ngươi mạnh bao nhiêu lý vân tiêu hét lớn một tiếng hai tay nhanh chóng nếp bí quyết trong mắt đầy ngưng trọng nhìn xem ngươi có thể phá bao nhiêu đạo phòng ngự của ta đại nhật kim quang kiếm trận ngưng cho ta oanh vạn đạo kim mang ngưng tụ thành hình kiếm trước mặt hắn nhìn như uy lực vô cùng nhưng đảo mắt đã bị hào quang đánh tan biến mất vô tùng lý vân tiêu mặt không đổi sắc quát Đạo thứ hai, Thái Hư Thiên Đô Bảo Trận tụ. Hắn đánh ấn quyết ra, trên không cả thành Viêm Vũ bắn ra hào quang bảy màu, không ngừng mở rộng ra. Pháp quyết trong tay Lý Vân Tiêu Thi triển cực nhanh, mang theo từng đạo tàn ảnh. Hào quang bảy màu nhanh chóng phóng thẳng về phía hắn, hình thành từng phòng ngự bảy màu, tầng tầng điệp ra, tiếp tục mở rộng ra. Bản chính Thái Hư Thiên Đô Bảo Trận chính là hộ sơn đại trận, nếu như do cao thủ Vũ Đế chủ trì trận pháp, vạn quân khó phá. Lý Vân Tiêu Thi triển ra có hại chịu thiệt là do tu vị bản thân hắn thôi, ầm ầm bảy đạo hào quang hình thành cột sáng ngăn cản ánh sáng kia cực ngắn rồi nghiền nát trên không trung có đủ loại hào quang bắn ra ngoài đạo thứ ba kiếm quyết chảm yêu hắn lăng không mà đứng trong tay không có kiếm một đạo kiếm quang hình rồng bao phủ sau lưng hắn vờn quanh thân thể dưới thủ hắn của hắn hóa thành kiếm khí dường như muốn chém trời xanh oanh hào quang đánh qua giao nhau với kiếm khí kiếm quang bi đánh thành hào quang đầy trời long ảnh lập tức tiêu tán cực quang thế đi không giảm đồng tử lý vân tiêu đột nhiên co lại trong mi tâm bắn ra một đạo kim quang lần nữa quát đạo thứ tư hoàng chiêu trung chấn keng tiếng trung từ viễn cổ vang vọng trong không trung tiếng trung vang lên không khí sinh ra nhiều tầng gợn sóng oanh hào quang thế đi không giảm phá tan tầng tầng âm luật hào quang đang không ngừng giảm bớt nhưng vẫn vô cùng bá đạo đánh bầu trời thành giang cưa keng hoàng chiêu trung rung mạnh tiếng chu ong phong cách cổ xưa vang lên chấn động trong lòng mọi người toàn bộ tâm thần bị hao tổn mấy vạn người chung quanh đều hoảng sợ không thôi rất nhiều người khóe miệng chảy máu hoàng chiêu trung dưới một kích của hào quang kia đã ảm đạm nhanh chóng thu nhỏ lại bay vào mi tâm lý vân tiêu đạo thứ năm hỏa chi vực giới mở cho ta hai tay của hắn làm ra tư thái bay lượn bóng dáng một con phượng hoàng đang ngủ đông ẩn hiện trên trời cao thế giới chi lực phá thể mà ra kéo dài ra không trung thành viêm vũ chiếu dọi mặt đất đỏ rực ẩm ẩm cực quang đánh tan hoàng chiêu trung thì thu nhỏ đi rất nhiều lần nữa tiến vào trong hỏa chi vực giới sau đó sinh ra âm thanh nổ vang phảng giống như muốn phá vỡ đại địa đạo thứ sáu đại địa chi vận luật địa chi vực giới mở ra thời điểm còn chưa xuyên qua hỏa chi vực giới một loại vận ý phong cách cổ xưa tỏa ra trên người lý vân tiêu đại địa vực giới chưa mở ra hoàn toàn cũng bị hắn thi triển vào thời khắc này hắn rốt cuộc không cần giữ át chủ bài gì nữa nếu không tiếp được một quyền này hắn chắc chắn phải chết nhưng chỉ cần mình tiếp được một quyền này dùng thân phận cửu thiên vũ đế của tinh túc lão quái hắn sẽ không xuất ra quyền thứ hai oanh hai đạo vực giới chi lực tầng tầng điệp ra cùng một chỗ không ngừng trải ra hào quang trực tiếp đánh vào hai vực giới này cực quang lúc trước đã cực nhỏ nhưng vẫn có uy thế kinh thiên khó có thể ngăn cản ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu lực lượng đạo thứ bảy ma khải ma thiên chiến giáp hai tay lý vân tiêu vào lúc này không có dừng lại một chiến giáp màu đen bao phủ thân thể của hắn bóng dáng nhàn nhạt, nhạt hiện ra trên hư không chiến giáo kia tỏa ra khí tức kinh người làm cho người ta không nhịn được sinh ra run rẩy trong lòng đúng là một trong vài món cửu dai huyền khí lấy được trong tu duy sơn oanh hào quang đánh vào hư ảnh chiến giáp vậy mà khó có thể đục lỗ bức bách thân ảnh lý vân tiêu rút lui trên không trung oanh sắc mặt lý vân tiêu tái nhợt như tờ giấy lực lượng của hắn vận chuyển tới đỉnh phong nhưng vẫn không thể ngăn cản một quyền này hào quang phòng ngự của ma thiên chiến giáp nhanh chóng biến mất cuối cùng vẫn bị hào quang xuyên qua trực tiếp đánh vào bản thể chiến giáp oanh lý vân tiêu dưới một kích này rơi xuống đất như sao băng bảy đạo phòng ngự cường đại như thế vậy mà cũng không ngăn được một quyền của vũ đế oanh lý vân tiêu trực tiếp đánh vào trong đất bụi mù bay lên vạn trượng một dòng năng lượng to lớn bắn lên cao đánh tan một góc thành viêm vũ thành mây khói cho dù là người thành viêm vũ hay là người tinh túc tông đều ngây ngốc không chỉ thán phục lý vân tiêu thủ đoạn thông thiên càng khiếp sợ một quyền của vũ đế vậy mà phá tan bảy đạo phòng ngự cực mạnh còn có thể lấy mạng đối phương sau khi vụ nổ chấm dứt không người nào dám lên tiếng cả thế giới trở nên an tĩnh đang chờ bụi mù biến mất uy lực một quyền này khắc sâu vào trong lòng mọi người khước sâu trong linh hồn uy nghiêm cửu thiên vũ đế không thể khiêu khích sau khi tinh túc lão quái đánh ra một quyền cũng khiếp sợ đầy mặt đối phương chỉ có tu vị vũ vương lại có thể suy yếu một quyền của mình lợi hại như thế bảy loại thủ đoạn kia không có chỗ nào mà không phải cường đại tới cực điểm thua chỉ là do thực lực đối phương quá yếu mà thôi nếu như đối phương cũng giống mình là cửu thiên cảnh thì với bảy đạo phòng ngự kia bất luận cái nào cũng đừng mơ tưởng phá vỡ hắn phát hiện điểm ấy thì trên trán đổ mồ hôi lạnh tinh túc lão tiên pháp lực vô biên tinh túc lão tiên pháp lực vô biên cả bầu trời sinh ra tiếng hoan hô to lớn các loại âm thanh vỗ mông ngựa không ngừng vang lên giống như lấy được thắng lợi cực lớn càng có không ít người kích động chảy nước mắt cảnh này làm người quan sát trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm đôi mắt người trong phủ thành chủ trở nên đỏ bừng đinh linh nhi cùng lạc vân thường càng ngất đi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy lung lay sắp đổ võ giả trong thành viêm vũ trầm xuống yên lặng không nói trong con mắt tràn đầy khiếp sợ cùng ngương trọng chỉ cảm thấy lực lượng kia quá mạnh dường như muốn đốt cháy nội tâm của bọn họ ngay vào lúc người tinh túc tông không ngừng chúc mừng một giọng nói không hài hòa với tiếng hoan hô vang lên phi lão quái mặc cho ngươi sống mấy trăm tuổi một lão già khọm mà thôi cũng chỉ có chút khí lực này sao ngay cả ta là một vũ vương 15 tuổi còn giết không chết còn không biết xấu hổ nói pháp lực vô biên chính ngươi không biết buồn nôn sao t tất cả mọi người hít khí lạnh khiếp sợ nhìn qua góc thành viêm vũ đang bị cho bụi bao phủ